Ngoại lệ của K-pop IU, nữ ca sĩ duy nhất được cả showbiz tới xem concert, công khai nựng cằm thành viên BTS mà không sợ fan ghen. Cuối tuần qua, IU đã tổ chức thành công hai đêm concert với những thành tích đi lịch sử. Cô là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên phủ kín khán đài có sức chứa lên tới 62.000 người. Dự kiến sau hai đêm, IU đã thu hút hơn 100.000 khán giả đến dự show, cho thấy sức bán vé khổng lồ của nữ ca sĩ tại thị trường nội địa. Không chỉ gây sốt với khán giả yêu nhạc, concert encore của IU thì còn nổi như là một đại hội celeb. Hàng loạt tên tuổi hạng A tại Hàn đã tham dự sự kiện này như G-Dragon, Lee Jong-suk, các thành viên của TXT, EXO. Tại đêm encore thứ hai, fan K-pop còn bùng nổ phản ứng trước sự xuất hiện của hai thành viên nhóm nhạc toàn cầu là V và J-Hope của BTS. Không chỉ đứng xem IU diễn, V còn vào tận hậu trường chụp ảnh cùng, tương tác thân mật, thậm chí là để cô nàng IU thoải mái nựng cằm. Tưởng rằng sẽ khiến cho nhiều fan ghen tị, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai người lại làm cộng đồng fan vui vẻ bất ngờ. Họ thấy thật sự trân trọng tình bạn này, vì dù đang trong thời gian nhập ngũ, V vẫn dành thời gian đến chung vui tại sự kiện quan trọng, đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của IU.